Xin chào tất cả các bác ạ. Thưa các bác, ngày hôm nay cháu đang đứng bên cạnh một ông chủ của một cái khu du lịch sinh thái ấy, lớn nhất Hải Phòng. Đấy, đấy là cháu đánh giá thôi. Thế còn người khác đánh giá thì cháu cũng không biết được. Đấy, các bác để ý đằng sau đây là nhà của bạn Huy, cùng với những cái điều hòa mà 4 chiều. Đấy, cứ là chiều xuân hạ thu đông. Đấy, điều hòa 4 chiều còn năng lượng điện thì nó chạy bằng thủy điện. Đây cái dây đây. Đấy, bạn dòng từ suối không biết chỗ nào ấy. Dòng từ suối về đây là điều hòa bật cả ngày. Đấy, điện không mất tiền. Thế còn bên này là cái bếp các bác nhé. Đấy, củi kiếc là đấy ra sau nhà là ẻn ẻn cái là đun ngay. Đấy, bạn rất là giàu bởi vì thứ nhất là điện thì không mất tiền này. Đấy, nhà củi thì không mất tiền đun, điều hòa cũng không mất. Bây giờ chỉ có gọi là làm ra là đây các bác này. Rau sạch này. Đấy, em quay lại đấy, rau sạch một bên này. Bên này là chuyên cung cấp cho các đại gia ở gần đây. Đấy, đây là khu dành cho những người giàu. Đấy là những người khác thì người ta là đất là ít. Thế còn bạn Huy này có nhiều đất là bạn trồng rau để cung cấp cho những người giàu bên cạnh. Đấy, đấy bạn đừng có thấy thế mà coi thường các bác nhé. Đấy, bạn Huy nhiều tiền lắm. Đấy, đất đai rộng thênh thang này. Ao cá toàn thủy quái. Không có cá thường đâu, toàn thủy quái thôi. Đấy. Xuống phải cẩn thận là lao vào chân gãy chân đấy. Cá to lắm em. Mấy cái luống rau này bạn trồng cái gì đấy? Chưa, đang tính là trồng rau cải. À, gọi là rau cải nhưng mà cải đồ biến gen à? To bằng cái đùi luôn. Đó là cải thiện biết ăn. Ô, nhưng mà cây này là sau là nó ra hoa là thành thóc ấy hả? Đó. Hay là cái gì ấy? Này sau này nó làm bánh mì. À thế à? Nên mình trồng cây bánh mì đó. À thế à? Đây là hai chuồng con gì đấy, bạn cho anh em vào tham quan thấy được Đây là thỏ đột biến gen. không? Được đấy. Ôi, xin chào em nhá. Thỏ là phải cầm tay các bác nhá. Đấy, cầm bụng là nó sẽ bị đau bụng nó chết đấy. Phải cầm tay. Ôi, bạn yêu thiên nhiên quá nhỉ. Được Đấy không? các bác ạ, thực ra là để mà nói cháu vẫn nói vừa nãy là bạn Huy bạn rất là giàu. Đấy, không mất tiền chi phí mà chỉ có ăn lên làm ra thôi. Đây mình mỗi ngày mình thở, mình hít điều hòa là cũng mất chục nghìn tiền điện. Đấy, mình đi ra ngoài uống cốc nước cũng mất 3.000, đây ở đây chi phí quá hợp lý rồi. Khả năng là nếu mà xung quanh có nhà nào bán bạn bạn bạn, bạn gạ người ta bán cho tôi miếng nhá. Tôi về đây tôi ở cho nó rẻ. Cuộc Đây sống nó là đỡ áp chuồng lực. thỏ, còn bên đây là chuồng Trung thỏ. không, chuồng ngan, chuồng ngỗng, nhưng mà mới bắt được có 3 con thôi. Đi bắt trộm Đây. à? Đây. Đây em quay thỏ cho bác xem này. Đấy, kênh của bạn Lam Công Huy là gì nhỉ? À không, Gan Vin Thon à? mình không làm kênh, À không làm kênh, mình bây chỉ giờ gọi là cuộc không làm sống YouTube. Đấy, chỉ bình thường về thôi. Hải Phòng làm đại gia, không làm YouTube. Trên kia là chuồng lợn. À, trùng lợn, đấy, nuôi nhiều lợn thế cơ mà. Đấy, nhà rộng. Đây, và các bác xem cái này xem ngan nhá. Ngày xưa Đây là chuồng. là cái sông nuôi thả cá này, nhưng mà mới thả được một ít thôi. Ừ, toàn thủy quái. Bọn thủy quái này thả ít rồi thả nhiều nó cắn nhau đấy. Thả ít ít 5 7 con thôi, đúng không? Ok. Tôi giới thiệu cho đàn ngan đi. Để cho các bác xem nào. Để có biết cách mở cổng. Kiểu bạn này nhiều nhà quá rồi, không nhớ cổng lại mở theo hướng nào. Đây mới có 2 con thôi. Đây có 2 con. Trang trại quy mô lớn thật. Quy mô là cũng khét đấy. Thế mà ngan nó còn rộng hơn mình nữa. 2 con ngan ở mấy trăm mét vuông đất, sợ thật. chưa chưa thịt Ôi. được. Trời ơi. Trang trại là cho báo các bác là nếu như mà không cẩn thận là lãi 1.000 tỷ, đừng có đùa. 2 con ngan là Nhưng sống trong một mà trăm mét hai vuông đất hai con này nó theo người lắm. à thế à Đi đâu nó theo đấy. À. Ừ. Đâu có thấy theo đâu. Nó chỉ biết nói thôi. Rảnh rỗi rồi. Nó đi ra đây. À chưa. Có thấy theo đâu. Chắc là bạn hôm qua làm gì nó rỗi à. Ui cánh cổng là con ui chưa cái hệ cảm biến này các bác này. Ui ghê chưa. Ghê không. Ngan này có cổng kiếc có khóa cửa đàng hoàng. Ghê thật đấy. Ngan giàu hơn cả người ấy. Đấy thỏ 3 con cũng 100 mét vuông đất. Ghê thật. Đúng là đại gia. Chỗ này
có chưa đến 40 mét vuông. 40 mét vuông á? Ừ. Chỗ này toa này 40 mét gì? Đơn vị của nước ngoài à? Đấy. Đấy là cho cài lại giả bạn không tí nữa hai cái con à, gọi là ngan mới làm được tầm nửa tháng thôi. Mới làm nửa tháng á? Ừ. Ừ, thế mà hiện đại phết nhỉ. Thế trước đấy là bạn nó là bãi đất trống. Các bác bảo trước đấy là bạn ở chỗ nào, bạn có thể tiết lộ cái chỗ đấy không để tôi quay lại đấy tôi đào kho báu, tôi ở giống bạn cho nó đỡ phải áp lực. Áp lực cái ra đấy. Nhưng mà cái chỗ mà ngày xưa bạn ở đấy xong tự nhiên bạn giàu đột biến lên ấy. Cái chỗ đấy ở đâu á? Trên đấy á. Trên đấy ở Thủy Nguyên. À Thủy Nguyên à? Ừ. Nhưng mà có định vị được không? Được. Tí dẫn về. À tí cháu sẽ dẫn các bác đến thăm cái nơi mà bạn Nam Cung Huy trước đây thì nói chung là cũng giống cháu, anh em cũng nghèo. Thế xong tự nhiên bạn ấy đi đâu kiểu dạng như là đi về quê chơi ấy, xong ở thuê một cái chỗ ở cũng khá là đẹp. Thế xong một tháng sau bạn ấy giàu bất ngờ, chắc trong đấy có cái gì đấy. Thế tí thì anh em phải vào đào xem. Đấy, xem chỗ đất nào mà nó hơi lạ lạ, ví dụ như là luống rau mà lại có đất sét thì chứng tỏ là cái luống rau đấy là đào ở đâu lên. Đấy, mình truy tìm, mình đào tiếp. Đấy. Chứ bây giờ các bác kinh doanh giờ khó khăn quá. Áp lực mà tiền là lạm phát vàng cao, mình làm được bao nhiêu mà quy ra vàng thì chỉ có lỗ. Rồi thì ngân hàng lãi suất thấp, rồi thì cái gì cũng tăng, mọi thứ đều tăng. Làm mình làm không kịp theo đà lạm phát, áp lực lắm. Cứ như bạn Huy là ngon, đấy, gà nó còn sống. Nhiều khi ngày xưa mình ở trong cái phòng trọ không bằng cái chuồng của hai con ngan kia. Đấy. Thế mới ghê chứ vậy. Ok. Đất đây, đất đồi, đất núi nó rộng rãi, thoải mái. Nhưng mà cũng không phải có tiền là có thể ở được chỗ này các bạn. Chỗ này cũng khét đấy. Kia là dựa vào lưng núi, còn đây mặt trước là hồ. Thế phong thủy đó. Đấy, thưa các bác, cháu cũng nhờ các bác liên tục cho đến khi nào xong thì thôi. Thì đó là cháu đang cần mua một cái xe cứu thương số tự động. Đấy, cái loại 9 chỗ dở xuống ấy. À, xe cũ cũng được, mà xe mới thì cũng tạm được. Bởi vì là cũ thì tốt hơn, nó rẻ. Xe mới là tốn quá. Thế nhưng mà nếu mà xe cũ mà không có số tự động thì cháu phải mua xe mới cũng được. Thì các bác xem quen biết ai hoặc là có thì các bác bán lại hoặc là giới thiệu cho cháu để cháu mua. Thì cháu sẽ dùng cái xe này để đi chữa bệnh miễn phí. À gọi là gì nhỉ? Đưa bệnh nhân miễn phí. Đưa đón. Đấy, đưa đi đón về cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo. Đương nhiên là sức lực của một mình thì cũng không ấy được. Hôm nay cháu định sang đây là rủ bạn Huy, bạn ấy đi cùng. Thì bạn bảo bây giờ là ở trong đây lâu quên hết cả đường ấy. Không nhớ đường nữa. Thế bạn ấy từ chối tham gia. Bạn bảo là sẽ tham gia thỉnh thoảng là gửi cho mấy con thủy quái để mình làm ruốc. Thế thì mình tặng người nghèo. Đấy. Hoặc là cho mấy con thỏ ăn thiết mà đột biến gen nó to bằng con bò ấy. Đấy thì mình có thể mình thịt ra mình sấy khô rồi mình ăn trong cái hành trình tự nguyện. Nó đói quá thì mình nhớ mình ăn. Hoặc là nhớ bạn quá thì cũng lôi ruốc cá thủy quái ra để ăn. Đấy. Đấy, bây giờ thì anh em sẽ đi lên để làm một số cái công việc làm vườn các bác nhé. Đấy, trên kia là nhân viên của bạn Lam Công Huy là đang lao động rất tích cực. Đấy, rào riếc thì bình thường là người ta là cắm cọc sắt hàn, nhưng đây bạn ấy yêu cầu là tất cả phải là xanh, có nghĩa là thân thiện với thiên nhiên. Ví dụ tường rào là phải làm bằng tre, phơi khô rồi thì đan bằng tay. Đấy, các bác xem cái nhà thì biết đấy. Ví dụ cái nhà như thế này mà cháu, ví dụ như cháu dùng khoảng độ tầm 50 triệu. Đấy, xây là xong hết, nhưng đây là bạn phải yêu cầu anh em làm phải hết 150. Tiền tre hết có 10 triệu, còn 140 triệu tiền công. Đấy. Cái tự làm không mất công. À, tự làm cái gì đấy. Các thứ là nó phải như thế này. Ví dụ như chỗ này là mình chỉ kê gạch lên thôi, bạn là không, bạn phải chặt cây ra, bạn cắm à. Đấy. Thì nó mới đúng là cái tiêu chí hoang dại. Là chỉ mất công thôi, chả mất cái gì cả. Đấy, cây okay, cối xung quanh đây. Che lứa xung quanh cái gì chặt về mà làm thôi. À, còn đây là bạn Nam nhé. Chạy à? Không thể chạy được nữa rồi. Đây là Lam ngày xưa nó đi quay cùng cháu các bác. Chạy. Cái làn bắn ấy. Nó đang ngại các bạn. Lam là bây giờ là bên
gọi là chuyên làm cỏ cho các vườn rau của bạn Huy. Vì nó ngại cái nghề nghiệp của nó tế nhị, nó hơi ngại. Ngày xưa cũng là thành công lắm ấy. Toàn quay cho hoa hậu diễn viên nhưng mà không hiểu thế nào bây giờ ấy. Xin anh Lam Công Huy về đây đi. Đấy, lại ngứa nghề nhổ rau lên, nhổ cỏ ấy. Đấy, lương của bạn này trông thế cao lắm, tức là chuyên đi nhổ hở cỏ là ra là nhổ hết. Đấy, lương tính bằng luống. Lương tính bằng luống. Ok các bác nhé, bây giờ mời các bác đi tham quan quanh đây một tẹo. À, cháu có thể là đi tìm xem là bạn Lam Công Huy này có vườn nhà bạn có cây thuốc gì hay ho không? Thuốc thì chắc không có đâu, toàn cây ăn quả. Đây là có cây này là chữa viêm răng này này. Đấy. Còn để xem nào. Xem trên đây có cây gì. Bạn đưa anh em đi một đoạn đấy. Cứ cầm xẻng định múc gì đấy. Ây ui. Cho tự đi trải nghiệm nhé. Nó ra xem lợn không? À xem lợn được đấy. Đây mấy con đấy? Nhiều lắm. Ồ được đấy. Bây giờ ông nào sở hữu nhiều đất, nhiều vườn đào á. Khi nào à. Tết thì ra đây bấm cây về mà chơi. Vườn theo phong cách của hàng dược sư à? À. Đi vào không cẩn thận là lạc đấy đúng không? À, nhìn chưa, nhìn đàn lợn con chưa, mới đẻ đấy. Úi, được đấy. Được đấy, uy tín đấy, đầu tư đấy. Còn lợn lái ở đằng trong kia hả? Ừ, sắp đấy. Tới là còn lấy cả lợn rừng về nuôi thả. Ừ, được đấy. Thế bạn tháng bán cho tôi mấy con thủy quái, mấy con lợn để tôi ăn. Ừ. Úi, đây lợn rừng ấy còn gì? Thế cần hàng lông sản, đồ khô thì có hết. Ừ. Đây lợn rừng đúng không? Ừ. Lông nó kiểu kiểu này, lợn rừng đây còn gì đây? 2, 4, 6, 7 con này. Đấy. Bên này nữa. Đấy, bên này là lợn gọi là cắp lách đây đúng không? Ồ, nhìn ngon đấy. Gọi là lợn rừng nó đẹp dai nhỉ. Nhìn là mình tưởng tượng đến mấy cái hiếng. Ôi, trong đây cũng có này. Nhiều lắm các bác. Toàn lợn này. Đấy. Úi. Úi. Được đấy. Tôi thích cái mô hình này của bạn ấy. Và có lẽ là sau này về già cháu cũng mua một cái nhà ở bên cạnh nhà của bạn Lam Công Huy các bạn. Để anh em thỉnh thoảng cho lợn giao lưu với nhau. Và được không bạn? Được. Thế còn thủy quái thỉnh thoảng sang bắt trộm mấy con nhỉ? Ừ. Ăn về luộc cái là có ăn ngay. Như cái ra ngồi câu lúc là có cá ăn mà. Ồ, được đấy. Đi đang sang vườn này nè. Bạn ấy cải tạo cuốc cái đất trồng cây hết rồi. Hôm nay là không có cái cây gì để khám phá cho bác xem. Cỏ này là để nuôi bò à? Hay nuôi thỏ? Bò, thỏ đều ăn được hết. À. Đây kia có cây xương khỉ. Chữa viêm khớp. Đây, ké hoa đào cũng là chữa viêm khớp này. Đưa tôi mượn cái micro cái để tôi lên tôi quay trên kia phát. Bạn có lên không? Đi. Ừ, ok. Xin phép bạn nhá. Bạn cứ câu cá đi, tí tôi xuống ăn nhá. Đấy, bây giờ cháu mời các bác đi tiếp vào trong sâu trong núi. Đấy, đằng sau lưng của nhà bạn Lam Công Huy là một cái núi rất là đẹp. Đi vào đây xem mà có cây thuốc gì không các bác nhá. À, cháu một lần nữa tha thiết khẩn cầu các bác có biết ai mà bán cái con xe cấp cứu số tự động thì xin các bác giúp giới thiệu, hoặc là các bác có thì bán cho cháu để cháu mua cháu đi chở bệnh nhân đi cứu người. Và đương nhiên là cháu sẽ làm là hoàn toàn miễn phí các bác nhé, chứ không là mục đích, không nhằm một cái mục đích thương, gọi là để gọi là chở bệnh nhân kiếm tiền làm gì cả. Cháu làm là hoàn toàn là miễn phí. Đấy, gà, nhiều gà không này. Đấy. Thôi lên đây thì cũng không thấy có cái cây gì đáng để quan tâm cả. Đấy, cháu xin phép tạm dừng video để lát nữa sẽ ăn cơm cùng với cả
bạn Huy đã quay lại ghi hình lại làm kỷ niệm để các bác xem, và các bác đều nhớ là bạn Huy cũng là một người bạn mà hai anh em cùng làm với nhau được khoảng thời gian rất là vui. Nhưng tuy nhiên thì sau khi bạn về quê lấy vợ thì bạn cũng phải có một cái kế hoạch riêng, một cái sự nghiệp riêng. Nên bạn ấy về quê có mua đất, mua đai rồi thì là trồng rau, thả cá. Mỗi người có một con đường. Cháu thì lựa chọn là chui vào cái chỗ xô bồ chật hẹp ở Hà Nội, đấu tranh giành giật gọi là kiếm tiền. Đấy, thế còn bạn Huy thì bạn ấy chui đây, bạn ấy trốn, không có thích xô bồ. Đấy, mỗi người một con đường ấy. Tuy nhiên thì con đường nào miễn là giúp ích được cho xã hội và là người tốt thì đều được, cũng không quan trọng sự lựa chọn là cái gì, nhưng mà tự chung lại là mình có ích cho xã hội là được rồi các bác nhỉ. Thưa các bác, cháu đang có mặt tại cái trụ sở thứ hai của bạn Huy và cháu đang ngồi với cả mẹ của bạn Huy. Hôm nay thì cháu tặng cho bác là ba chai dầu gội này. Bác cảm ơn cháu nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Con của Minh Ngọc Quy nha. Vâng. Đấy, một hộp trà làm đẹp này bác uống cho nó trẻ thành về 20 tuổi. Đấy, hai cái này uống cùng nhau là để cho trẻ về 18 tuổi. Đấy. Còn đây là cái xịt xương khớp để cho bác lúc nào mà cháy gió rửa trời bác xịt cho đỡ đau này. Vâng. Còn cái này là mùa hè nó nóng rồi bác uống cho nó mát. Đấy. Đấy. Xin cảm ơn. Vâng, ok bác nhá. Vâng. Bây giờ cháu xin phép mọi người là cháu dừng video tại đây và cháu cùng với cả gia đình bạn Huy ăn tối đây các bác nhá. Các bác và ủng hộ yêu mến thì cho cháu một nút đăng ký để cháu kiếm cái nút bạc. Còn đúng hai người nữa mà từ tết giờ không xong bác ạ. Thế à? Thế buồn. Nếu mà không gọi và điện cho bác để bác cứ... bác gọi là lập một hội, gọi là bác là hội trưởng hội đăng ký kênh nhá. chào tất cả mọi người nhá, coi như là mọi người cho Minh Ngao Quy một nút like để cho Minh Ngao Quy được lấy nút bạc. Nút bạc. Ơi, cháu cảm ơn bác nhé. Vâng. Bác mà đi chợ gặp mà ai mà đang dùng điện thoại thông minh, bác bấm Minh Ngao Quy bảo họ đăng ký cho cháu cả. Hôm bác cũng bảo Huy mua hộ mấy người đấy. À vâng. Thế là bác cũng cho số điện thoại của nhân viên của cháu để vâng. tiếp xúc với người ta đấy. Vâng vâng. Cháu còn 2.000 người đăng ký nữa thôi là được nút bạc rồi. À thế à? Cháu phải liên hoan nút bạc là phải tổ chức gần như đám cưới. Đúng rồi, phải tổ chức hoành tráng một tí. Hoành tráng, vâng. Thế mọi người cứ ủng hộ Minh Ngao Quy để cho Minh Ngao Quy tiến tới đến nút bạc nha. Mọi người cố gắng ấn like cho Minh Ngao Quy. Vâng, cháu cảm ơn bác, cảm ơn tất cả mọi người nhé. Bây giờ cháu... tất cả mọi người nhá. Cháu dừng clip, cháu cùng với cả gia đình bạn Huy đi ăn tối đây.